Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách mà các bạn có thể thêm cái token Omega Network vào cái ví MetaMask của chúng ta nha các bạn. Hiện tại thì đồng Omega Network nó vẫn cho chúng ta đang khai thác miễn phí và tốc độ hiện tại đó là 0.00832 Omega trên 1 giờ nha các bạn. Rồi và bây giờ thì để mà thêm cái đồng token này vào cái ví MetaMask của chúng ta thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái trang BSC nha. Và cái trang này mình sẽ để cái đường link bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào để vào cái trang này để lấy cái mã hợp đồng nha các bạn. Rồi sau khi vào xong á, các bạn kéo xuống dưới nè. Ở đây nó có cái hợp đồng nè các bạn nè. Đây, cái hợp đồng nha. Hợp đồng cái dòng chữ màu xanh nè. Các bạn bấm vào cho mình là copy nha. Đây, cái chữ copy. Rồi sau khi copy cái mã hợp đồng này xong á, thì các bạn đăng nhập vào ví Metamask của chúng ta nha các bạn. Rồi, sau khi mà đăng nhập vào với Metamask xong á, thì các bạn nhớ chuyển mạng sang mạng là BSC mainnet nha các bạn BSC trên đó đây phía bên trên này là các bạn nhớ để mạng BSC nha rồi sau khi chuyển sang mạng BSC xong á thì các bạn bấm vào phía dưới nè nó có chữ là nhập token nè các bạn các bạn bấm vào nha rồi sau khi có chữ nhập token các bạn bấm vào chữ nhập token xong á thì các bạn bấm vào token tùy chỉnh này các bạn bấm vào nha rồi tiếp theo đó là các bạn dán cái địa chỉ mà các bạn địa chỉ hợp đồng mà của omega các bạn vừa có bay bên bsck đó các bạn dán vào đây nha rồi tiếp theo là các bạn nhập cái biểu tượng token nha các bạn bấm vào rồi các bạn không cần nhập đâu các bạn chỉ cần bấm vào đây nè là tự động nó hiện ra omn nè các bạn là, là omega network đó các bạn các bạn chỉ việc bấm vào gì là nó tự hiện ra luôn còn số thập phân của token thì nó cũng tự động nhập luôn nha các bạn Đấy các bạn chỉ cần bấm vào là nó sẽ tự hiện ra luôn các bạn không cần phải nhập nha. Nhập là sai đó để tự nó, tự nó hiện ra luôn nha các bạn. Nếu mà đúng cái hợp đồng là các bạn copy đúng cái địa chỉ token á là nó sẽ tự ra như vậy luôn nha các bạn. Rồi sau khi mà đầy đủ thông tin xong thì các bạn bấm vào cái chữ bên dưới nha, cái chữ nhập nè. Rồi như vậy là mình đã thêm thành công cái đồng Omega Network vào cái ví MetaMask của chúng ta nha các bạn. Rồi chúng ta bấm vào nè. Rồi hiện tại thì uh, chúng ta có thể gửi nhận ở trên uh, quý Metamask này rồi nha các bạn. Rồi và hiện tại thì cái đồng Omega này nó vẫn cho chúng ta khai thác miễn phí nha. Bạn nào mà chưa có tài khoản để mà khai thác cái đồng Omega này thì các bạn có thể click vào cái đường link bên dưới phần mô tả để mà các bạn có thể đăng ký một tài khoản khai thác cái đồng Omega này nha các bạn. Omega Network là một đồng coi cực kỳ tiềm năng luôn và tổng công của nó rất là ít nha các bạn. Chỉ có 970 triệu uh, cái đồng Omega này đang tồn tại thôi các bạn và hiện tại thì cái số nốt của nó là 510 nốt nè các bạn nè và khi cái số nốt này càng tăng lên thì cái tốc độ của chúng ta khai thác nó sẽ càng giảm xuống nha các bạn và hai tháng trước là chúng ta khai thác với tốc độ đó là 3.1 omega trên một giờ nhưng hiện tại thì nó chỉ còn 0.0832 omega trên một giờ thôi các bạn và mình nghĩ trong khoảng một hai tháng nữa thôi thì chúng ta khai thác một omega cũng khó nói gì là nhiều nha các bạn cho nên hiện tại thì chúng ta nên khai thác càng sớm càng tốt nha và cuối năm nay thì nó sẽ cho chúng ta cai và có thể đầu năm sau thì nó sẽ tiến hành may nếp nữa và cho chúng ta giao dịch nha các bạn cho nên các bạn đừng bỏ lỡ cái đồng omega này nha các bạn rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những video tiếp theo trên kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn